U23 Thái Lan đã tạo ra bất ngờ lớn trong hai lượt trận đầu tiên ở Doha Cup 2023. Dù không được đánh giá cao song đội bóng của huấn luyện viên Isara Seritaro lần lượt cầm hòa U23 Saudi Arabia và đánh bại U23 Qatar để lọt vào nhóm dẫn đầu tại giải. Với tinh thần lên cao, voi chiến được kỳ vọng sẽ đánh bại U23 Kuwait, đội vốn bị đánh giá thấp hơn so với U23 Saudi Arabia và U23 Qatar. Thế nhưng ở lượt trận cuối cùng gặp U23 Kuwait, U23 Thái Lan rốt cuộc lại phải trả giá bằng một thất bại, bởi họ đã tạo ra cơ hội rất thuận lợi nhưng không thể tận dụng thành công và đã phải trả giá với một khoảnh khắc sai lầm của hàng phòng ngự. Hiệp 1 là thời điểm mà thế trận diễn ra tương đối cân bằng. U23 Thái Lan vẫn nhập cuộc với lối đá thiên về phối hợp ngắn và kiểm soát bóng nhưng các pha hãm thành của voi chiến chưa đủ độ sắc để phá vỡ hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của Kuwait. Tưởng chừng hiệp 1 sẽ kết thúc không bàn thắng thì U23 Thái Lan bất ngờ dính bàn thua ở thời điểm bù giờ. Phút 45+5, xuất phát từ một tình huống phạt góc, cầu thủ khoác áo số 7 Ibrahim Kamin đã có cú đánh đầu hiểm hóc tung lưới Thái Lan, mở tỷ số trận đấu. Sau giờ nghỉ, Thái Lan vẫn miệt mài tấn công. Phút 58 của trận đấu, Thái Lan tạo được cơ hội thật sự nguy hiểm nhưng lại bỏ lỡ theo cách cực kỳ đáng tiếc. Maximilian Steinbauer đột phá bên cánh phải rồi căng ngang cho Tirasak Pogifaimai. Pha căn ngang đó là rất lợi hại, xé toang hàng phòng ngự của Kuwait nhưng ở tình thế thuận lợi với cự ki rất gần, Pogifaimai lại đệm bóng vọt xà trong sự tiếc nuối của các cầu thủ voi chiến. 2 phút sau, đội bóng xứ chùa vàng tiếp tục tạo ra cơ hội khá ngon ăn nhưng Tirasak lại không thể tận dụng thành công. Những phút còn lại, Thái Lan vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành do không tạo được quá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía đối phương. Trong khi đó, hàng phòng ngự của Kuwait vẫn chơi tập trung. Thua chung cuộc 0-1, U23 Thái Lan xếp hạng tư ở Doha Cup. Về cơ bản thì dù để thua ở trận cuối nhưng Thái Lan vẫn thi đấu tương đối thành công ở cả giải đấu. Qua 3 trận, các học trò của huấn luyện viên Isara Seritaro đã thể hiện được những điểm mạnh của mình, đó là lối chơi gắn kết, giàu kỹ thuật và sức tấn công. Những gì U23 Thái Lan vừa thể hiện ở Doha Cup đã cho thấy họ sẵn sàng hướng tới mục tiêu xoán ngôi của U23 Việt Nam để giành HCV tại kỳ SEA Games 32 sắp sửa khởi tranh. Nhiều khả năng Thái Lan vẫn sẽ là chướng ngại lớn nhất cho thầy trò huấn luyện viên Chu Xie trên chặng đường bảo vệ ngôi vương ở SEA Games.